Thì tối nay là mình sẽ học tiếp môn Photoshop ha các anh chị. Thì để hướng dẫn cho một số các anh chị mới mình có thể truy cập vào cái phần mềm Photoshop. Thì mình có hai cách nha các anh chị. Thì cách thứ nhất á là các anh chị nếu như trường hợp mà máy của các anh chị mà chưa cài được cái phần mềm Photoshop thì các anh chị có thể dùng cái bản online. Còn trường hợp mà các anh chị nào đã trên máy tính của mình mà đang có cái bản offline á thì các anh chị nên sử dụng cái bản offline, cái bản cài ở trong máy mình cho nó dễ dàng ha, nó dễ chịu và nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều so với cái bản online ha. Thì các anh chị mà sử dụng cái bản mà offline á thì các anh chị mở Photoshop lên nha. Còn các anh chị mà sử dụng cái bản online á thì các anh chị có thể dùng bất kỳ một cái trình duyệt nào, cốc cốc hay là Chrome hay là Opera hay là Firefox gì cũng được nha các anh chị. Nói chung là bất kỳ chương trình nào mà các anh chị muốn sử dụng quen sử dụng thì các anh chị cứ mở lên ha. Thì cái trang web các anh chị truy cập vô trang web web là photobi.com nha, photobi.com thì nó sẽ khởi động cái chương trình Photoshop mình lên ha. Rồi còn có gửi cái đường link của cái trang web photobi.com, nếu như các anh chị mà gõ không được thì các anh chị lên cái ô chat các anh chị nhấp vô cái đường link đó thì nó sẽ mở lên ha. Thì cái từ photobi là cái từ mà nó đang hiện lớn nhất ở trên màn hình đó các anh chị, photobi ba.com thì mình sẽ khởi động được cái phần mềm Photobi ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục nha. Hôm nay là cái buổi tiếp theo chứ không phải là cái buổi đầu tiên, cho nên bắt đầu tuần sau thì mình mới có quay lại cái lớp những cái lớp đầu tiên, cho nên là không sao cả nha các anh chị. Các anh chị mà bữa nay học đầu tiên thì các anh chị vẫn cứ theo lớp bình thường chứ không sao cả. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra một cái dự án mới ha. Dự án mới đây nha. Thì trong máy offline thì các anh chị bấm Ctrl N, Ctrl N là new các anh chị. Đó, tạo ra một cái file mới ha. Thì mình cứ tạo ra một cái file mới đi. Ở đây cần sẽ tạo ra một cái chọn đại đó các anh chị. Ở đây chọn đại thôi. Cần đang thấy ở đây nó sẽ có cái thằng YouTube cover đây nó bự nhất nè. Cần sẽ chọn vô cái YouTube cover rồi bấm vô nút tạo ha. Rồi chọn vô nha. Thì mình sẽ có một cái bản thiết kế hoàn toàn là trắng các anh chị. Đó. Rồi các anh chị mới mình mở được chưa ạ? Các anh chị mới mình mở được Photobi lên hay là Photoshop lên, các anh chị tạo được một cái file mới thì các anh chị nhấp giúp cần lên cái ô chat là phím số 1 ạ. Còn các anh chị nào mà gặp khó khăn đó thì mình cứ bật mic lên mình nói nha. Tại vì cái này nó cũng khá là đơn giản. Rồi bây giờ thì hôm trước giờ thì các anh chị cũ mình bữa nay làm được hết rồi đúng không? Các anh chị nào mà gặp khó khăn không? Thường thì những cái tiết như thế này thì cần sẽ cố gắng dành cái thời gian đầu để cho các anh chị hỏi ha. Trường hợp mà các anh chị mà làm ở nhà hoặc là các anh chị mà có những cái khóa học về Photoshop mà tự học đó thì các anh chị học mà nó bị vướng cái gì hay là làm không được cái gì thì tốt nhất thì các anh chị nên cứ vào đầu buổi các cái buổi như thế này này các anh chị hỏi ha, chứ còn đôi lúc ví dụ như các anh chị làm thì cái group hỗ trợ của mình ở các anh chị thì vẫn hỗ trợ cho mọi người, nhưng mà cũng có lúc thì sẽ không có trực online ha, không có online thì có ví dụ như một cái group mà có anh chị nào các bạn thì thường ở bên online center các bạn đang làm thì làm online hết nha các anh chị, mà đôi lúc ra ngoài hay là cũng có những cái thời điểm mà không có ai online hết, cho nên nó là có thể là sẽ trả lời cho các anh chị nó sẽ hơi bị chậm á, cho nên các anh chị cứ note lại trong số rồi vào những cái lúc lên lớp như thế này á thì
Các anh chị gặp cần hay là gặp mấy thầy cô khác ha, thì mình hỏi nó sẽ hay hơn, mà nhiều người được học hơn, mà nó chính xác hơn nha các anh chị. Rồi những anh chị nào mà hôm bữa giờ mình học tới buổi này là buổi thứ tư thì chắc chắn là mọi người rành hết rồi đúng không? Mình đã học hôm trước là cần có nói với các anh chị là mình đã học là nhiêu kia các anh chị, để mà rành Photoshop thì mình học cái thanh này ha, 50%, thì gần như là mình có thể làm gì, nói chung là mình có thể là chủ động, mình có thể là làm với Photoshop là tương đối là khá là ổn rồi. Bữa giờ mình đã học từ mấy công cụ ta, một hai ba bốn, bốn cái rồi ha, bốn cái nút rồi, và một số rất là nhiều lệnh ha. Cái chữ T này mình cũng học luôn rồi này, là năm này hả, thì mình học rất là nhiều ha. Thì cái khúc này nè các anh chị, cái khúc này nè thì hầu hết nó sẽ dành cho ảnh nha, ảnh có nghĩa là ảnh bitmap, ảnh mà ảnh chụp thì thường xuyên sẽ sử dụng để chỉnh ảnh, chữa ảnh hay là này nọ. Hôm bữa giờ là mình học và chuyên về thiết kế ha, mình học và hơi thiên về thiết kế, thì thiết kế cái này nó sẽ bổ trợ cho các anh chị nào mà đang học AI này, rồi đang học Corel ha, nhất là AI nha các anh chị. Nếu như mà các anh chị học Photoshop thì các anh chị học AI thì hai thằng này là hai anh em song đôi ha, thì cái giao diện nó tương đối là giống nhau, mình nhìn qua nhìn lại mình cũng sẽ biết ha. Thì mình đã học gần như lãng nữa rồi các anh chị, nếu như mà tối nay mình học thêm vài cái công cụ trên này nữa thì mình gần như là mình chủ động được hết tất cả trong cái Photoshop rồi. Và đặc biệt là các anh chị nào mà có cái kho đồ họa thì mình hoàn toàn có thể xử lý được cái hình ảnh ha, tạo ra banner, tạo ra thiệp, tạo ra những cái quảng cáo marketing. Anh chị nào mà buôn bán thì hôm bữa giờ thì bây giờ mình có thể hoàn toàn lên trên cái kho dữ liệu của mình, lên cái kho đồ họa của mình, lấy các cái mẫu về mình sửa lại thành cái mẫu của tiệm mình và post lên hàng ngày ha. Thì những anh chị nào mà kinh doanh thì nhớ một điều nha, phải tương tác ha, thì ít nhất là phải tương tác nha các anh chị. Nếu như mà không tương tác thì bên cần có một cái câu là không tương tác nó gọi, thì trên mạng xã hội nó giống như là rác vậy các anh chị. Cho nên mình không tương tác thì người ta cũng không tương tác với mình, và khi mà mình muốn post hay là cái gì đó lên thì cũng chẳng có ai thấy đâu các anh chị. Ví dụ như Facebook, Zalo thì bây giờ họ bóp cái lượng tương tác rất là nhiều ha, để họ bán quảng cáo nha, họ thu tiền quảng cáo thì mới thấy được nhiều. Đó, thì các cái công cụ của mình học gần như là hết rồi. Thì bây giờ hôm nay thì mình sẽ học thêm một cái vài cái công cụ nữa ha. Chẳng hạn như là cái công cụ này. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ học thêm một cái công cụ nữa là công cụ iDrop. Là công cụ này nha các anh chị. Công cụ crop là mình học rồi đúng không? Đó, công cụ iDrop thì công cụ này là lấy mẫu mẫu màu nha các anh chị. Ví dụ như bây giờ cần sẽ chèn ra một cái hình ảnh ha, bất kỳ một cái ảnh nào trên cái picture của mình này, ví dụ như mà hình coi cái hình nào đẹp đẹp ha, ví dụ như hình cái hoa này nè các anh chị đó, thì bây giờ cần chèn ra một cái ảnh như thế này. Rồi bây giờ là ví dụ như mà cần hôm bữa trước là mình có học là mình vẽ một cái hình vuông ha, hình tròn như đó, mình vẽ một cái ô vuông như thế này, rồi mình nêu một cái layer nha. Bây giờ mình muốn tô cái màu á các anh chị, muốn tô cái màu mà nó giống như cái cánh hoa hay là cái màu đó ở dưới này, thì mình sẽ không biết cái màu này là màu gì, thì nó sẽ có cái công cụ iDrop này các anh chị. Mình kích vô công cụ iDrop ha, mình sẽ kích vô đây nha, đó mình thấy không, thì nó sẽ lấy cái màu cho mình này. Các anh chị giữ im chuột nha, các anh chị thấy thích cái màu nào giữ im chuột nha, rồi thả ra buông ra. Thì ở phía dưới này các anh chị đó, ở ngay chỗ này ha, nó sẽ lấy cái màu cho mình nè, lấy màu cho mình nè, được, nó lấy y cái màu đó đó ha, iDrop.
hoặc là mình qua màu xanh thử nha các anh chị. Đó, màu xanh nha, mình lấy màu xanh này. Thì bây giờ màu xanh ở dưới này nó sẽ đổi lại màu xanh ha. Thì một vài cái trường hợp mà ví dụ như các anh chị mà khách hàng á, họ đưa hình cho các anh chị mà họ biểu các chị vẽ lại hay là các chị làm cái gì đó mà nó giống như cái màu của cái hình của người ta, thì buộc mình phải dùng cái công cụ iDrop này ha, để mình copy màu ha, mình clone màu đó. Thì bây giờ mình sẽ có cái được cái màu xanh này, mình tô màu xanh này ha. Thì cái màu xanh này chính là cái màu của cái lá này nè các anh chị. Hoặc là bây giờ mình sẽ vẽ một cái hình tròn ha. Mình vẽ một cái hình tròn. Vẽ hình tròn ở trên một cái layer khác ha. Vẽ hình tròn nha các anh chị. Công cụ selection ha. Thì hôm trước giờ mình đã học rất là nhiều cái công cụ chọn rồi các anh chị, chọn hình vuông, chọn hình tròn rồi ha. Bây giờ là mình sẽ lấy cái màu đỏ nha các anh chị, màu đỏ này. Ví dụ như bây giờ muốn lấy màu đỏ này thì mình sẽ làm gì? Mình kích vô công cụ lấy mẫu màu này các anh chị. Mình kích vô đây ha, mình giữ im nha, giữ im nha. Để mình thấy cái màu nào mà mình thích. Rồi ví dụ như mình lấy màu đỏ này nha các anh chị. Đó, thì bây giờ ở dưới phía dưới này, ở dưới này nè. Đó, cái màu của mình nè, nó cũng biến thành là cái màu đỏ của cái này ha. À, đó, mình lấy màu đỏ thì mình sẽ ví dụ như mình control delete ha. Undelete chứ. À, là mình sẽ tô được cái màu đỏ nó giống như cái màu của cái này ha, hoặc là mình lấy cái màu của cái bông này các anh chị, thì mình lấy eyedrop này kích vô đây ha. Rồi, mình lấy mình tô lại nha, tô lại undelete. Đó, thì nó sẽ ra màu của cái hoa đó ha. Được không các anh chị? Mình sẽ học dần nha. Nói chung là mình sẽ hoàn thiện một số cái nút ở trên này nữa, cái trên cái thanh công cụ nữa, để cho mình có thể là coi như là mình chủ động với lại Photoshop ha. Mình làm chủ được Photoshop. Rồi, bây giờ là mình sẽ bỏ qua ba cái công cụ này nha các anh chị, bỏ qua ba công cụ này. Ba cái công cụ này nó sẽ hôm sau, vào tuần sau thì mình bắt đầu mình vô nâng cao các anh chị. Thì mình sẽ học ba cái công cụ này ha, mình vô nâng cao thì mình sẽ học ba cái công cụ này. Thì cái này nó sẽ chuyên về chỉnh ảnh. Ảnh ha. Ảnh chỉnh da mặt rồi chỉnh mụn, chỉnh lỗ chân lông rồi làm láng da rồi các anh chị. Thì mình sẽ học về cái chuyên đề đó sau nha. Ghép ảnh rồi này nọ thì mình ba cái nút đó mình sẽ học sau. Và bây giờ là mình sẽ có một cái nút nút gradient ha, nút chuyển sắc các anh chị, chuyển sắc ha, chuyển sắc. Thì cái chuyển sắc này trên thực tế thì mình cũng đã học một lần rồi các anh chị, mình cũng học một lần rồi ha. Thì mình có học ở cái blending mode, nhưng mà hồi đó là mình học ở trong cái lớp ha. Còn bây giờ là mình học ở ngoài luôn. Ví dụ như bây giờ mình vẽ một cái hình ellipse ha. Đó, hình ellipse nha các anh chị. Mình vẽ một cái hình ellipse ha. Mình new lên một cái lớp mới nữa nha. Thì bây giờ mình muốn tô cái hình ellipse này này các anh chị. Nhưng mà mình không phải tô một màu nha. Mà mình tô ở đây các anh chị sẽ nhấp vô này. Mình sẽ nói cái màu ở dưới trước đi. Cho nó dễ ha. Thì ở trên cái nút này á thì nó sẽ có hai nút, một cái nút á là chuyển sắc và một cái nút á là đổ màu. Thì cái đổ màu nó rất là đơn giản các anh chị, nó chính là cái nút control delete với lại là alt delete của mình á. Còn ví dụ như bây giờ thì bây giờ mình muốn đổ vô cái hình tròn này ha, thì mình chọn lại nha. Ví dụ như mình xuống bên đây mình chọn nè, ví dụ ở đây mình chọn màu vàng đi. Ok ha. Rồi mình chọn vô cái công cụ đổ màu này. Mình đem ra ngoài này ha. Mình kích vô trong cái hình của mình á thì cái vùng chọn của mình là tự động nó màu vàng thôi. Thì nó là đổ màu ha. Có nghĩa là chọn màu thôi các anh chị, hoặc là màu xanh lá cây này. Đó. Để sau này các anh chị muốn làm cái màu gì á, đó thì mình trên thực tế thì lúc này nó cũng không dư như các anh chị, thì nó cũng người ta cũng sẽ buộc phải làm cái
cái nút ở trên cái thanh công cụ. Chứ thực ra thì cái tô màu này thì hôm bữa giờ mình đã làm được rồi đúng không? Mình đã học được rồi. Bằng cái phím là Ctrl Delete hay là Alt Delete thì mình đã tô được màu viền hay là màu nền rồi. Đó. Cho nên là nó rất dễ ha. Ví dụ như mà mình tô ở dưới đây là màu màu vàng đi ha. Đó. Thì mình sẽ dùng Ctrl Delete là nó sẽ màu vàng này. Alt Delete là màu xanh này. Ctrl Delete là màu vàng, Alt Delete ha. Thì nó là nút fill các anh chị, nó là nút nó là cái không biết tiếng Anh nó là cái gì ta, cái thùng sơn đó. Nó có tên là thùng sơn ha. Đó. Thì nó là cái chữ đổ màu này các anh chị, cái từ tiếng Anh là cái gì quên mất tiêu rồi. Đó, rồi đổ màu nha. Còn cái ở trên là gradient ha, là màu chuyển sắc. Là màu chuyển sắc. Thì bây giờ mình quay lại cái màu chuyển sắc ha. Thì khi mà mình lên cái màu chuyển sắc á thì các anh chị lên trên cái thanh option đó, cái thanh thuộc tính của cái công cụ rồi thì các anh chị sẽ thấy ở đây ha, thì nó sẽ có những cái màu cái màu để cho mình tô nha, những cái màu để mình tô. Thì các anh chị nhấp vô cái nút tam giác này, cái nút tam giác ha, các anh chị nhấp vô cái nút tam giác nhỏ 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 nằm ở bên cạnh lúc màu á, thì nó sẽ ra một số cái bộ màu sẵn ha. Ví dụ như mình chọn cái này nè các anh chị, chọn màu chọn một bộ màu đại đi ha, giữa màu vàng và hai bên màu cà rốt nha. Thì bây giờ mình muốn tô vô này này các anh chị, thì các anh chị sẽ nắm, các anh chị sẽ kéo một cái đường ngang qua như thế này, các anh chị thấy chưa? Đó. Thì nó sẽ tự động nó tô ha. Hoặc là các anh chị kéo thẳng nè thì nó sẽ tô một cái kiểu khác hả. Rồi các anh chị kéo ngang thì nó sẽ tô một cái kiểu khác. Đó, mọi người để ý ha. Kéo dọc nè. Đó, thì nó là khác nè. Kéo xéo là nó sẽ kéo khác nè. Đó, xéo nó màu khác ha. Đó, thì tùy cái góc. Đó. Cho nên là mình có một cái cách tô ở ngoài nữa mà mình không phải sử dụng cái blending mode hôm bữa nữa nha. Thì mình có thể dùng cái công cụ gradient này. Đó. Ví dụ như bây giờ mình muốn tô lại cái hình tròn này thì sao các anh chị? Đó, mình chọn lại cái công cụ Magic. Đây, chọn công cụ Magic One Tool này, là chọn vùng theo màu này các anh chị. Đó, mình chọn lại ha. Chọn lại cái lớp lớp tròn này nha. Đó. Rồi, mình dùng công cụ chuyển sắc ha. Mình kéo từ chính giữa ra nha các anh chị, kéo từ cái tâm này. Đó. Rồi, kéo ngang cũng được các anh chị, kéo cái tâm thì xí nữa nó mình sẽ có cái nút mình kéo từ tâm ra thì nó sẽ đều đó. Thì bây giờ ở trên này đó các anh chị nhìn lên màn hình ha, cái chỗ chữ tuyến tính này đó, nhấp vô đây ha, thì ở đây nó sẽ có là xuyên tâm, rồi có góc và có phản ánh và có kim cương ha. Nó dịch từ tiếng Việt nó hơi bị nó như thế nào đó, thấy nó hơi nó cũng chưa chính xác lắm nha, nhưng mà mình cứ kích vô để mình coi nha các anh chị. Thì ví dụ như bây giờ tuyến tính là hồi nãy giờ mình xài khi mình kéo á, thì nó sẽ theo ăn theo cái mà cái đường ngang. Còn cái màu xuyên tâm có nghĩa là nó giống như hình tròn á, cái vừa rồi mà cần nói là kéo các anh chị, kéo mà kéo từ ở trong kéo ra này, kéo từ tâm kéo ra này nha. Bây giờ mình sẽ chọn mình tô màu theo cái kiểu là xuyên tâm nha. Đó. Thì các anh chị kéo từ tâm ra này. Đó, các anh chị sẽ thấy nó có ba cái vòng tròn không? Ba vòng tròn không? Ba vòng tròn không? Ở trong đó là màu cà rốt, rồi tới màu vàng và tới màu cà rốt nữa. Hay là mà ví dụ như mình chỉnh cái bộ màu khác đi các anh chị, chẳng hạn bộ rất là nhiều màu đây nha. Mình kéo này, kéo từ tâm kéo ra này. Đó, nó là xuyên tâm đó các anh chị, xuyên tâm. Đó. Thì trong những cái trường hợp nào đó thì các anh chị muốn làm cái hình của mình như thế nào đó thì các anh chị kéo thử nha, thực hành thử đi. Đó, mọi người có làm được như thế này không? Hay là ví dụ như hình chữ nhật này các anh chị. Đó. Giờ muốn chọn hình chữ nhật là sao các anh chị? Chọn công cụ chữ V ha. Còn là chọn lại cái công cụ chữ nhật này, hình chữ nhật này. Đó. Rồi chọn vô công cụ hình chữ nhật ha, chọn vô cái lớp nó luôn. Rồi chọn vô cái lớp nó nha. Rồi mình
Được không các anh chị? Mình tô thử đi các anh chị, tô hết ha. Là mình vẽ rồi mình tô rồi tiếp tục nữa nha. Ví dụ như mình bây giờ mình vẽ thêm một cái hình khác nữa các anh chị. Ví dụ như mà vẽ thêm một cái hình chữ nhật lớn nữa ha. Đó. Rồi mình nêu một cái lớp layer nữa. Mình sẽ chọn màu nha, mình sẽ chọn lại công cụ của Gradient. Rồi, mình không xuyên tâm nữa các anh chị mà mình sẽ chọn cái chữ góc. À, thì bây giờ mình kéo mình thấy thử đó, nó tạo ra cái góc này chính giữa này à, nó có một cái góc này, góc nhọn á các anh chị, nó có một cái góc, nó cái này á là nó giống như là cái hình nón á các anh chị à, chọc góc nón được không ạ? Thì cái công cụ Radian này á, thì nó sẽ giúp cho mình trong một vài cái trường hợp mà các anh chị có thể làm viết chữ hay là cái gì cũng được các anh chị. Ví dụ như bây giờ chữ mình đánh một cái dòng chữ ha. À, đánh chữ là online center đi. Online center nha. Rồi. Rồi chọn nó ha, chọn nó ha các anh chị. Chọn này Ctrl T ha. Chỉnh sửa này. Này nó vẫn cứ bị anh theo cái lớp lớp trước rồi các anh chị, thì mình chọn cho đúng cái lớp chữ nha, rồi mình chọn trên cái layer này các anh chị, trường hợp mà nó bị cái gì thì mình sẽ chọn trên cái layer này ha, chọn cho đúng cái lớp của mình, chọn cho đúng cái lớp ha. Các anh chị biết tại sao mà nó cứ bị chọn ở đây không các anh chị? Thì sau khi mình xong á, mình kết thúc nó ha, kết thúc lệnh, nhớ cái lệnh bó cái đường chấm chấm không, Ctrl D nha, phải Ctrl D thì mình xuống mình mới kéo được, mình mới chọn được đúng cái lớp khác ha. Đó, ví dụ như online center đây, rồi enter nha, mình chọn một cái phông chữ các anh chị, một cái phông chữ cho nó dày lên. Đó, một cái phông chữ nó tương đối là dày ha, ví dụ như đây đó. Rồi bây giờ mình muốn tô nó ha. Tô nó này các anh chị. À, các anh chị để ý cái này nha. Bây giờ mình muốn chọn cái chữ này. Thì mình sẽ dùng cái phím là Control. Và mình nhấp vô cái lớp layer này nha. Dùng phím Control. Đè im giữ phím Control. Nhấp vô cái lớp. Nha, nhấp vô. Dùng tay một tay á. Thì giữ phím Control một tay. Lấy con chuột nhấp vô cái lớp mà. Cái lớp chữ này. Cái lớp layer này. Online Center này. Đó thì nó sẽ tự động tạo một cái vùng chọn bằng cái chữ này ha, tạo vùng chọn bằng cái chữ này, nhấp vô cái chỗ trắng trắng đó nha chứ anh chị, còn các anh chị mình nhấp ra cái chữ online center thì nó sẽ không nha, mà nhấp vô cái ô cái biểu tượng thumbnail ở đằng trước á thì nó sẽ tự động nó chọn ha, chọn chữ online center. Rồi bây giờ mình sẽ qua chữ gradient ha, mình chọn vô cái mục chính sách mà mình kéo các anh chị đó, bây giờ mình sẽ kéo thử ha. Mình nêu lên một cái lớp nha các anh chị. Đó, mình kéo dài á thì nó đang màu nó như thế này các anh chị, kéo dọc này. Kéo xéo ha. Đó. Mình cái này kéo chút xíu thôi. Tụi nó ra cái gì nha. Đó, mình muốn tô cái gì đó mình tô các anh chị. Mình chọn một cái màu khác cho nó dễ ha. Ví dụ như chọn màu đỏ cam này. Đó, thì mình kéo thử. Đó nó ra cái màu online center, màu center của mình đó. Đó từ mình nếu kéo ngang á thì nó sẽ ăn theo cái kiểu là vàng rồi tới cam ha. Đó tùy theo cái độ dài ngắn của cái thanh kéo của mình ha, hay là mình chọn một cái bộ màu khác, bộ màu nhiều màu đây thứ ha, màu tươi sắc tươi này đây đây ha. Rồi mình kéo ngang thử các anh chị đó, nó ra như vậy đó, dài nè, kéo dài hơn nữa coi đó,
Ngắn hả? Tùy nhé các anh chị, do cái dòng chữ của mình nó dài á, đó, các anh chị cái dòng chữ của mình nó hơi dài cho nên là mình sẽ cái phối những cái màu này nó chưa được, nhưng mà cái cách mình làm để mình hiểu hiểu là mình sẽ tô cái màu radian nó như thế nào. Rồi có anh chị nào mình làm không được không ạ? À? Không được mà nhấp số 0 nha. Thôi khỏi nhấp cũng được, bật micro lên nói luôn. Có bị vướng gì không ạ? Ủa mình bật mic được không ta? Được coi lại Dạ thử hả? em không làm được ạ. À được mà. Dạ rồi lớp mình làm ok không ạ? Dạ em chưa làm được. Chưa làm được là bị cái gì mà không làm được? Có nghĩa là không làm được khúc nào? Chị xem màn hình lên lên Hiện lên nay luôn, xem màn hình lên luôn đi để cho từ mọi đầu là cũng đã không vào được rồi, nó làm sao? rồi. Mình xem màn hình lên luôn đi. Chị nào mới làm không được đó, mình share màn hình lên để coi thử ha. Mình vẽ không được hay là mình tô không được ạ? Dạ đâu mất tiêu rồi. Rồi chị nào vừa rồi làm không được á, mình xem màn hình lên. Nguyễn Hà đúng không? Chị Hà đúng Dạ không? vâng ạ. Vâng À ạ. dạ rồi. Em còn không ra được cái như của thầy á. Không ra được sao nãy giờ ngồi im ru trời. Thì tại vì con nghĩ là con là mới vào em thầy cũng dạy mọi người đi. À không sao nha, mấy cái này á thì mình cứ 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 nói luôn. Dễ lắm, nó rất là dễ, là có nghĩa là trong những cái buổi học như thế này nha thì mình cố gắng mình thực hành luôn chứ đừng có để mà coi như phải về phải coi lại clip hay là mình thực hành lại. Với lại đôi lúc á, là cái giao diện máy của các anh chị á, nó sẽ có thể nó sẽ khác một chút xíu so với cái giao diện của máy của Cần, hoặc là trên máy của các anh chị có thể có người thì cài CS rồi có người cài Photoshop 8.0 rồi có người là cài Photoshop 2021, có người thì có thể cài 2022, cho nên nó sẽ có một chút xíu về cái giao diện nó khác nhau, cho nên là đôi lúc là mình cứ tìm hoài không ra ha, do mình chưa rành ấy, chứ còn mình rành đó thì sau này mình cái chỗ nào mình cũng biết hết, cho nên là các anh chị cứ 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 xem màn hình lên, cứ vẽ lên, vẽ không được vì sao cứ cứ hỏi ha, không không lo là gì mà mình kêu mình không biết thì mình phải hỏi thôi. Thì bây giờ chị Hà mình có share màn hình lên được không ạ? Các anh chị thứ nhất là một là mình online Zoom nha. Thứ nhất là một là mình online Zoom. Nếu như trường hợp mình học trực tuyến như thế này, hai là máy mình phải có Ultra View nha các anh chị, Ultra View hoặc là Team View. Thì có thể là mình can thiệp vô ha. Là mình làm được. Hoặc là cái người hướng dẫn á, họ có thể can thiệp vô họ hướng dẫn cho các anh chị ha. Bây giờ chị Hà mình có share được không, chị Hà share được cái màn hình lên không? Em cũng không biết xe kiểu gì luôn. Cái trong cái chỗ Zoom á, trong cái công cụ Zoom á, ở chính giữa nó có một cái nút là share screen màu xanh lá cây á, thì bấm vô đó thì mình share lên. Thì nó sẽ biểu mình á là chia sẻ cái gì. Thì lúc đó là mình sẽ chia sẻ cái màn hình của mình lên là được ạ. Chỉ bấm vô cái biểu tượng zoom. Này phải luyện 2-3 bữa rồi.
Chứ không thôi là không. Em thì là em thì vào Zoom bằng bằng điện thoại và đang làm bằng máy tính. Trên máy tính của chị có Ultraview không? Có ạ. Chị cho Ultraview đi. Rồi chị đọc interview lên cũng được. Dạ, em đang chờ máy tính bật lên mà nó đang on, nó cứ đang quay Đi tròn khỏi tròn. đi con. Internet nó yếu. Thì các chị khác cũng vậy nha. Mình cố gắng, mình đã không có thời gian ban ngày mình luyện công rồi. Thì những cái giờ mà mình học trên lớp đây mình bị mất 2 tiếng đó các anh chị. Thì cố gắng mình luyện luôn nha. Đôi lúc mình ban ngày mình đâu có thời gian mình luyện giống như mấy bạn học sinh. Thì có cái thời gian về thực hành này nọ, còn mình thì tùm lum công việc ha, cho nên là mình cũng muốn biết được thì mình cố gắng trong cái máy tính của mình lúc nào cũng nên, thứ nhất là nên online zoom cả điện thoại lẫn máy tính, hoặc là trên máy tính phải luôn luôn có Ultra View ha, TeamView cũng được, nhưng mà Ultra View nó tiếng Việt rồi các anh chị, cho nên là nó cũng sẽ đơn giản hơn. Các anh chị khác mình có bị gì không ạ? Có các anh chị khác mình có bị vướng không ạ? À có một màn hình cũng không giống á, chị Đỗ Hương á, chị Đỗ Hương mình share trước đi. Chờ 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 chị Hà chút xíu. Ơi của em là Ultraview của em là 49165 540 Rồi từ 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 lại à, bao nhiêu ạ? 49165 495 165 540 540. Rồi mật khẩu là 0660. 0660. Rồi. Cái màn hình nó như thế này chứ đâu có gì đâu mà khác khác gì đâu. Ấy thầy nói mấy cái ở đằng trên em nhìn không tìm ra mấy cái công cụ nhỏ nhỏ ở đằng trên mà em không thấy được. Bây giờ mình đang thực hành cái công cụ này đúng chưa? Mua sáp nè. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn Lúc nãy thầy lấy ảnh ở đâu ấy? Lúc đấy em chưa nhìn không biết là thầy lấy ảnh ở đâu ra. rồi một tấm ảnh nha. Nếu như mà muốn Vâng. lấy ảnh á thì bên này cái chỗ này Dạ. nó có một cái chỗ picture ha, là do là lần đây là một cái Vâng. thư viện ảnh của bên chỗ Photoshop nó cung cấp cho mình ha, kéo xuống đây nè, đó tấm hình đó nè, bấm Vâng. vô thôi là nó sẽ ra Vâng. bên ngoài ha, thì nó khá đơn giản. Bây giờ mình nó chiếm cái màn hình của mình đó, thì mình bấm vô lại một lần nữa thì nó tắt thôi. Còn vẽ thì ví Vâng. dụ như là cái công cụ này mình cũng chưa học nhưng mà không sao, thì mình cứ tập đi. Vâng. Đó, mình vô công cụ này nè, khi mình bấm này giữ im chuột này đó, thì nó sẽ có cái ô vuông hoặc là hình tròn. Cái hình chữ nhật đó thì để mình vẽ hình chữ nhật và hình vuông, còn hình tròn á thì mình sẽ vẽ hình tròn và hình elip ha. Ví dụ như bây giờ mình Dạ vẽ vâng. elip đây, mình sẽ vẽ ra ha. Rồi nhưng mà trước khi mà mình tô á thì mình nên xuống phía dưới này, chỗ này nè, Vâng. cái máy của chị á đang Windows bị hết bản quyền này, nó sẽ bị rất là chậm này, nó biểu mình là XP Windows này, chỗ này thấy chưa? Đó, cho nên là nó Vâng. đang bị hết bản quyền. Một là nhờ anh chị nào đó, nếu như mình xài bản rec thì rec lại ha, còn hai là phải nói chung là mình rec đi, rec cho để xài nó đầy đủ tính năng, chứ không thôi giờ là nó nặng lắm này. Khi mà nó bị hết bản quyền đó, thì nó nặng tương đối là gấp gần gấp hai đó, cho nên cái máy của chị nó sẽ rất là nặng. Rồi mình new nha. Bây giờ Photoshop này, nêu một cái đó thì mình sẽ thấy nó ra layer 1 này. Rồi bây giờ mình chọn xuống công cụ Radian. Có công cụ ra mình đang màu đỏ với màu màu đen đây, mình kích vô cái tam giác này, mình muốn chọn cái bộ màu nào đó thì mình chọn ha. Ví dụ như mình chọn cái màu tùm lum màu đây. Đó, rồi chọn đó. Sau đó mình ra vào đây, mình kéo nè.
Thì nó sẽ ra một cái hình rất là nhiều màu ha. Nếu như mình kéo ngang thì nó sẽ cắt cái đường màu này, nó sẽ trái ngang nè, đã đứng nè Rồi cái này thì em biết rồi. Cái này lúc đó. nãy thầy nói thì em có nghe rồi. Chỉ Ừ. là không thể nào mà lấy được cái hình tròn mà lấy hình ảnh ra nên không thể làm được. À, rồi rồi có muốn hỏi gì nữa không, mình bật mic lên mình hỏi liền chứ, cũng có thể cũng có các anh chị khác là coi như là mình không ấy được. Sau khi mà làm xong nha, nhớ bấm Ctrl D, Ctrl chữ D, tại vì trên cái hình của mình nó đang vẫn còn đường chấm 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 xung quanh cái hình tròn đó. Đúng Bấm rồi. chữ Ctrl D cho nó mất đi nha. Thì là mình sẽ mới thao tác được các cái công cụ khác ha. Dạ rồi. Cảm ơn thầy. Chị Hà xong chưa chị Hà? Chị Hà có bị vướng gì không? Mọi người thấy không ạ? Dạ rồi ạ. Dạ vâng ạ. Rồi, Cảm ơn thầy ạ. bây giờ tắt cái này ha. Bây giờ máy của Dạ. chị Hà đã can thiệp được chưa? Đã cái mới lên được UltraView chưa? Dạ, Ủa? đây, em đang dùng UltraView đây thầy. Ủa hồi nãy giờ làm mở máy Em ai? máy Đồ Hà. Hường á, Đồ Hường á. Rồi bây giờ còn 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 ai bị chị Hường đang bị ha, hay là chị Hà đang 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 bị gặp vấn đề? Thầy đang chỉnh máy của Hà. Hồi nãy giờ là của Hà đúng không? Của Hà là giải quyết Dạ xong vâng rồi ạ. nè. Rồi. Dạ vâng. Rồi bây giờ là tới máy của ai nhỉ? Của ai đang đang không vẽ được nữa? Nhờ thầy sửa cho máy của em, của Đỗ Hướng. À, đổi hướng hả? Chị đọc cái số UltraView đi. Em sẽ chia sẻ màn hình nhá, Rồi UltraView rồi đây. rồi 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 chia sẻ màn hình, ok. Vâng. Đây là màn hình của em đó. Nhưng mà chia sẻ ra chứ. Chứ không phải là chia Chia sẻ sẻ rồi cái đó. đâu, cái này là mới có cái hình thôi. Bấm vô chính giữa đó, chính giữa cái zoom đó. Nó có một cái nút màu xanh, bấm vô share screen nó sẽ hiện lên, và mình phải share cái màn hình máy tính của mình lên. Được không? Zoom nha, cái chỗ nút zoom á, chính giữa nhất là nó sẽ có một cái share screen và màu xanh lá Có cây hiểu á. rồi nhưng mà đang Rồi bấm vô cái bởi nút vì đó. đang online, đang làm trên online này, một bên là room, một bên là chia sẻ mà nó không được lên. À đúng rồi, cái đó làm sao ta, đó cứ bấm vô cái xe lên thử nó sẽ lên cái gì. Nó sẽ lên rất là nhiều ô, coi thử chọn cái ô nào mà nó có cái photobi á, cái Photoshop mình đang làm á, thì mình bấm chọn vô cái đó rồi mình bấm nút xe đó, được rồi đó đó. Rồi bây giờ là nó vướng chỗ nào, ý định muốn làm cái gì? Mất tiếng rồi, mất tiếng rồi chị Hướng ơi. Mình bật mic lại đi chị, bật mic lại chứ đang bị mất tiếng á, không nghe được. Rồi các anh chị khác mình thực hành nha, mình chờ chút xíu ha, chờ chút xíu. Alo, chị Hướng ơi. Chị đang bị tắt mic hết mất rồi, cho nên là không có nghe được. Mấy hỏng mic luôn à. Bây giờ muốn ý muốn Hình làm như ai tắt mic. đâu đâu có mic tự bật lên mà, mic 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 tự bật lên được. Rồi nếu như mà cái mic của chị không có bật lên được, chị bấm lại trên Zoom nữa thử coi thử. Là có bật lên được không ạ?
Rồi, bây giờ về nha, cái trường hợp của chị nếu như mà nó chưa được á thì cuối buổi ha, cuối buổi hoặc là ngày mai gì cũng được thì tiếp tục nha. Mình chị cứ online lên, cần sẽ hướng dẫn cho chị khoảng thời gian ngắn ngắn chừng 15 20 phút là làm được thôi nha. Rồi từ từ mình theo lớp chứ không sao cả. Rồi các anh chị khác mình làm được không các anh chị ơi? Có ai bị vướng gì nữa không ạ? À, chị hướng nên cài chị hướng nên cài Ultra View nha chị. Tại vì chị cũng còn bỡ ngỡ với Photoshop á, thì chị nên cài Ultra View để người hướng dẫn á, họ sẽ can thiệp thêm, họ chỉ thêm cho chị cho nó ổn nha. Vâng ạ. À, ủa đó, bây giờ bật mic được rồi đó. Nó cứ tự động lúc thì nó được, lúc nó không. À vậy thì cái dây rách á, chị coi chừng cái dây rách của chị đó, cái dây rách nó chưa được chặt á, cho nên nó là nó lúc có lúc không á, nó làm mất. Bây giờ chị xe lại được không? Chị nói đi, bây giờ nói được rồi đó, chị xe lại đi. Có ai đó đang chia sẻ cho nên của em không chia sẻ được. Rồi, chia sẻ đi, chia sẻ đi. Đó. Rồi, bây giờ chị muốn làm gì? Rồi lại mất tiếng nữa rồi. Rồi sửa lại cái mic đi. Cái chỗ cái rack á, coi chừng cái rack hay là cái dây dây mic micro gì đó nó bị đứt hay sao, nó bị bấp bên ha. Này mình khắc phục mình học cũng nhanh đó, cũng tiện lắm đó, chứ bây giờ chị vẽ một cái hình chữ nhật thử đi đó. Thì chọn công cụ thứ hai ha, chị vẽ ra một cái hình đó. Rồi bây giờ chị vẽ ha, tạo một cái vòng tròn, chị nhấp vô cái công cụ thứ hai, công cụ chấm chấm, rồi chị xuống màn hình chị kéo thôi đó, đúng rồi, nhấp vô rồi đi ra chỗ màn hình, ra chỗ màn hình, ra cái chỗ cái bản thiết kế của mình đó, đúng rồi, thả ra được cái hình chữ nhật rồi á, chị qua mé bên tay phải nha, đó đúng rồi, cái sát bên thùng rác á, sát bên thùng rác á, rồi có cái tờ giấy đó, bấm new rồi bấm lên. Đó, rồi được rồi đó. Thì bây giờ chị vô lại công cụ Gradient, cái công cụ mà tô màu á, chuyển sắc á. Đó, rồi bấm vô. Đó, rồi ở trên á, chị muốn chọn cái bộ màu nào đó, chị chọn một cái bộ màu. Rồi, chị ra ngoài chị tô coi. Kéo thôi ha. Đó, kéo dọc á, kéo ngang. Đó, rồi, được rồi. Nhưng mà bây giờ á, ví dụ như nha, bây giờ cái lớp của chị á là nó nằm dưới cái chữ quay mi up, thì nó nằm ở dưới, bây giờ chị muốn cái lớp đó nó đè lên luôn cả cái chữ quay up thì mình làm sao? Chị kéo cái lớp layer á, bên tay phải á, bên tay phải cái chỗ layer lớp lớp 2 á xuống nha, xuống đó, chị nắm nó, chị đẩy nó lên cao nhất đi, đẩy lên trên đó, đẩy lên đó, rồi lên đó, thả ra. Đó, thì nó sẽ lên cao nhất nha. Đó, thì cứ nó nếu như mà chị muốn nó nằm dưới thì mình kéo xuống, mà mình nếu như mình muốn đẩy cái lớp nào lên trên thì mình sẽ đẩy lên nha. Đó, lớp chữ hay là lớp gì đó thì mình sẽ đẩy lên ha. Sau khi mình tô xong thì mình nhớ bấm Ctrl D cho nó mất cái đường chấm chấm. Đó, rồi, để mình xử lý lệnh khác ha. Chứ còn nó còn cái đường chấm chấm đó thì nó vẫn cứ ở cái lớp nó hoài, cho nên mình không có xử lý được cái lệnh khác, không ạ? Bây giờ chị vẽ thêm một cái hình tròn nữa đi, chị thử vẽ vô cái một cái hình tròn nữa, chị tô nữa coi, vô cái nút ô vuông ha, rồi nhấp giữ, nhấp vô giữ im đó, không, cái nút thứ hai đó chị nhấp vô chị giữ im con chuột, giữ im đó, giữ từ 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 ra vẽ chưa, mà nhấp vô để mình chọn hình tròn nè, nhấp vô giữ im đó, giữ im con chuột trong 2 giây, nhấp vô, nhấp chưa, chưa đúng,
nhấp vô cái ô vuông đó, rồi nhấp vô, giữ im, đó, chọn xuống cái thứ hai. Rồi, bây giờ mình vẽ cái hình tròn hay là elip, nếu như muốn tròn thì đè phím shift. Mà nếu như vẽ elip thì đó, rồi bây giờ chị new một cái lớp mới nữa, chị tô coi. Vẽ lại cái hình lớn, hình tròn lại bự bự đi. Hình nhỏ xíu. Rồi, nắm kéo ra. Đó, bự lên, kéo ngược về tay phải á. Đó, rồi vậy cũng được đi. Rồi, đó, bây giờ chị nêu một cái lớp nữa, chị tô một cái màu khác. Thử được không? Xuống qua bên tay phải, nêu một cái lớp nữa. Bên cái tờ giấy trắng trắng. Tờ giấy, rồi, nêu, rồi. Bây giờ chọn lại công cụ Radian. Đó, dễ mà, đó không? Rồi, công cụ chuyển sắc. Nếu như mà đổ màu thì nó sẽ là một màu, còn chuyển sắc thì mình sẽ chọn được bộ màu ha. Rồi giả sử như cái đó, rồi mình kéo thôi, kéo dọc kéo ngang gì cũng được ha, rồi kéo ngắn kéo dài gì đó, ví dụ như kéo chút xíu thì nó sẽ ra bộ màu của nó khác ha. Ví dụ như từ tâm, chị bấm vô chữ tuyến tính đó đi, bấm vô chữ tuyến tính đó đi, xuyên tâm đó, đúng rồi đó, nó thì nó tạo tâm ra. Đó, được chưa? Ok không? Có thắc mắc gì nữa không? Cũng dễ ha, dễ. Thực ra Photoshop dễ lắm các anh chị. Mọi người chỉ cần học 2-3 buổi ha, 3 buổi. Các anh chị nào học 3 buổi thì cảm thấy ổn rồi. Mọi người sẽ, đây là những anh chị mới ha, cho nên là mọi người cứ từ từ học chứ sao đó. Học vài buổi là biết à, cao lắm là 2 tuần ha. Nếu như mà tuần nào mà dạy 3 buổi Photoshop thì 2 tuần là được 6 buổi Photoshop, thì mình sẽ làm được khá là nhiều việc mình trong Photoshop rồi nha các chị. Rồi chị có muốn hỏi rồi em thưa thầy, mình có thể làm chuyển sắc màu để cho nền của nó được không ạ? Nền. Cái nền ngoài của nó ạ? Được chứ, mất mấy giờ không được. Bây, bây giờ muốn làm cái nền đúng không? Thì bây giờ chọn xuống cái xuống chọn xuống lớp background đi. Chị hướng chị làm luôn đi, chị hướng chị hướng ha. Chọn xuống cái lớp background nha. Không không phải là new cái lớp đó đâu, kéo xuống cái lớp, chọn cái lớp màu xanh ấy. Màu xanh. Đó, đúng rồi, chọn vô, bấm Ctrl A. Ctrl A là tất cả. Rồi, bây giờ xuống dùng công cụ chuyển sắc quét ra thì nó sẽ đổi cái màu đó. Rồi, chọn một cái màu nào khác đi. Chọn một cái bộ màu ha. Nó đang ở chỗ đó thì mình không cần đó, chọn một cái bộ màu. Bộ màu nào cũng được. Tắt cái đó đi, bộ đó nó còn hơi xấu, nó hơi khó bị chị chọn lại một cái bộ màu khác, chị quét, chị kéo đi ha. Cái đó nó nhạt quá. Chọn một cái bộ màu đẹp đẹp đi. Đó. Đó, đó cái đó cũng được đi. Đó, cái đó cũng được. Rồi. Rồi chị kéo qua đi. Kéo dọc kéo ngang gì cũng được thì mình sẽ thay đổi được cái màu background nha các chị. Rồi chị lít chuột từ từ nha, chị kéo không được đúng không? Bây giờ chị lít chuột phải vô cái chữ background đi, lít chuột phải vô chữ background. Lý do là background nó đang có cái ô nhỏ nhỏ đó. Chị sẽ chuyển nó thành đối tượng, đổi thành ảnh raster ở dưới. Rồi, bây giờ chị kéo đi, bây giờ chị vô chị kéo lại. Đêm đó, kéo lại thử nó được chưa? Đó, bây giờ nó đổi được cái màu nền. Được không các anh chị? Chị gì mới hỏi đó. Đó, chị ví dụ như chị muốn tròn tròn thì chị kéo từ tâm ra, chị từ tâm từ tròn ra cho nó đều thử đi. Đó, từ tâm đó kéo kéo nhẹ ra biên thôi. Từ tâm đặt từ tâm ha, kéo nhẹ ra biên ha. Chỗ đó chưa phải là tâm. Đó. Rồi, được không mọi người? Mình muốn muốn kéo chỗ nào đó, đẹp rồi đó. Mình muốn tô cái nào cũng được nha, không nhất thiết là cái ví dụ của mình là chỉ là mình ví dụ mình tô cái hình để cho mình biết thôi, chứ còn mình muốn tô cái lớp nào thì mình cứ chọn cái lớp đó để mình tô thôi. Được không ạ? Vừa rồi ai hỏi hả?
Thầy ơi thầy, rồi đây có phải là cái cách để mình làm cái nền của những cái thiệp không thầy? À, có nghĩa là làm cái nền cái thiệp đó, thì nó sẽ có nhiều cách làm đó. Cho nên là nếu như mình thích cái kiểu này thì mình cứ làm theo kiểu này thôi. Chứ còn cái nền của thiệp thì mình sẽ rất là nhiều cái cách để mình làm. Hôm bữa trước mình có làm theo một cái cách là blending option mà chọn cái đầu tiên á, làm hạt hay là mình làm màu gì đó thì do mình làm thôi chứ không quan trọng. Đó, có nghĩa là tùy theo cái mà giờ mình muốn làm nền của cái thiệp bằng cái kiểu này thì mình sẽ cứ làm cái màu này thôi. Đó, có cái gì đâu. Có nghĩa nó vẫn chỉ là hình. Đó, cho nên là mình muốn làm gì cũng được hết đó. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Rồi nha các anh chị, thì cái này mình đã học rồi ha. Mình đã học là về cái Radian này, cái công cụ Radian này mình nếu như mà trường hợp đây là những cái bộ màu ha. Còn các anh chị đã biết được là mình muốn tự tạo một cái bộ Radian theo đúng cái ý của mình thì mình cũng tự tạo được ha. Ví dụ như bây giờ cần sẽ chọn lại cái hình khác ha. Cô đang chọn gì ta? Rồi đây nha. Rồi bây giờ ví dụ tô như cái màu này, cái hình chữ nhật này ha, thì mình muốn chọn lại cái hình chữ nhật này thì mình sẽ chọn công cụ select ha. Cái này các chị công cụ mà crop chọn vùng theo màu này đó. Rồi mình trước mắt là mình phải đầu tiên mình phải chọn cái lớp nó, chọn cái công cụ xét sao màu ha, rồi chọn nó lại thì nó sẽ đánh dấu lại cái hình chữ nhật này. Thì bây giờ làm công cụ Radian nãy giờ là mình chọn theo cái bộ màu của người ta ha, nguyên cái bộ màu của người ta. Bây giờ mình muốn cái màu của mình thì các anh chị cứ chọn một cái màu đơn giản này rồi mình kích vô ha. Kích vô thì bây giờ nó sẽ ra cái ô Radian này, Radian này ha. Thì bây giờ mình muốn màu gì á hay là bao nhiêu màu á theo ý của mình á thì mình cứ chọn vô đây nha. Ở đây á thì nó sẽ có hai cái nút vuông này các anh chị đó. Mình muốn màu gì á thì mình chọn vô này ha, mình đổi màu đó. Ví dụ như mình chọn vô này ha, chọn này mình chọn màu đỏ đi, cross đi ha. Ok rồi. Ở trên này cái độ trong đục nó mình đẩy lên lại 100% ha. Rồi cái màu ở dưới này nha các anh chị. Bên này mình chọn màu xanh đi chẳng hạn. Kích vô nha. Màu xanh này. Ok ngay. Thì nó sẽ đỏ xanh này các anh chị. Mình chọn lên trên này. Nó mình sẽ đẩy nó lên ha. Đó. Đẩy cái độ độ trong đục của nó này lên 100% này. Đó. Thì bây giờ ở đây mình đã có một cái bộ màu chuyển sắc từ màu cà rốt ha, từ cái màu cà rốt nó qua màu xanh. Nếu như trường hợp mình muốn thêm một cái màu vàng ở chính giữa nữa này các anh chị, thì các anh chị di chuyển con chuột của mình này ra nằm phía ngoài của cái thanh màu này nha, mình kích vô ngái nữa thì nó sẽ tạo ra một cái ô vuông cho mình đó. Nó sẽ tạo ra một cái ô vuông cho mình ha. Mình thêm cái màu vàng nữa chẳng hạn. Đó, thì bây giờ mình đã tự tạo ra được một cái bộ màu của mình này, sẽ gồm 3 màu này, màu cà rốt này, màu vàng này, màu xanh ha. Mình muốn nó lấn vô cái màu nào á thì mình nào mạnh á thì mình sẽ kéo nó lại ha. Tiếp vô nha, màu cho màu vàng đó. Rồi, sau rồi đó thì bây giờ mình đã tạo ra được một cái bộ màu theo ý của mình. Thì nó sẽ là màu cà rốt, màu xanh, màu vàng vàng ha, xanh lá chuối đây với lại một màu xanh. Ok, rồi bây giờ mình tô cái này nha các anh chị. Ví dụ như bây giờ mình xuống cái này mình có cái phản ánh và cái kim cương nữa ha. Bây giờ mình sẽ tô theo kiểu kim cương này các anh chị. Đó, thì nó sẽ tạo ra một cái hình kim cương cho mình ha. Đó, được chưa? 3 màu ha. Trong cà rốt, giữa màu vàng. Đó, muốn nhỏ lớn gì đó do mình nha các anh chị. Đó, kéo càng lớn thì nó sẽ càng lan tỏa ra ha. Đó, được không? Rồi mọi người thực hành thử.
Ê, chết nãy giờ nói mà bị tắt mic mọi người nên không ai nghe gì hết. Rồi các anh chị mình có bị vướng gì nữa không ạ? Đó, mình định tối nay là mình làm luôn cái khúc dưới luôn, là mình để biết hơn 50% cái công cụ này ha, cái bộ công cụ. Nhưng mà thấy qua mấy cái nút này thì mình cũng còn hơi ngỡ ngàng á, mình chưa thực hành được á, thì mọi người cứ thực hành cho nó kỹ luôn đi. Giờ có anh chị nào mình thắc mắc gì không ạ? Hay là mình đi tiếp ạ? Nếu như các anh chị được, các anh chị gõ số 5. Các anh chị nào được hết rồi, các anh chị gõ số 5 thì còn đi tiếp nút tiếp theo ha. Thế thầy làm thêm một lớp trừ nữa thầy. Sao ạ? Anh Thầy làm thêm một lớp trừ nữa. lớp trừ là sao nhỉ? Trừ Chữ. trừ. Lớp Lớp chữ hả? Cái lớp chữ thì nó đơn giản thôi. Thì bây giờ là mình muốn đánh chữ thì mình cứ đánh chữ bình thường thôi. Ví dụ như là đánh chữ đào tạo ha. Online nha. Thì đó, thì bây giờ mình có cái chữ đào tạo online rồi nè. Đào tạo trực tuyến rồi nè. Bây giờ mình muốn mà nó tạo một cái vùng chọn cho cái lớp này thì mình đè cái chữ control nha. Mình nhấp vô. Mình nhấp vô cái chỗ cái lớp layer á, nhưng mà mình nhấp vô cái icon á, cái thumbnail của chữ T á. Kích vô phát. Đó thì mình sẽ thấy nó là cái gì? Nó tạo một cái vùng chọn là bằng bằng cái lớp chữ này. Rồi bây giờ mình muốn tô ha, thì mình nêu một cái lớp lên. Chứ còn đỡ cái lớp chữ này á, thì nó sẽ hơi bị khó ha. Cho nên mình tô một cái lớp riêng riêng lẻ luôn, nêu một cái lớp luôn ha. Rồi chọn vô công cụ Radian nha, rồi mình kéo qua thôi đó. Được mọi người, thật ra cái này, cái này hai lớp nha, cái lớp chữ màu đen ở dưới nó vẫn còn đó, cái lớp màu đen nó vẫn còn nè, mình xóa lớp màu đen đi. Thì bây giờ mình sẽ còn lại cái lớp chữ đào tạo mới ha. Được mà. Rồi mình muốn xây chủ yếu là mình làm sao để mình tạo được cái vùng chọn là cái chữ. Thì mình sẽ để giữ im phím control và mình nhấp lên trên cái chỗ chữ lớp á, nhấp lên này ha, nhấp vô cái chữ này này, nhấp vô trong cái ô này, chứ mình nhấp ra ngoài này thì không được nha. Nhấp vô cái chữ lớp 7 thì không được, nhưng mà nhấp vô cái biểu tượng này này, cái icon này này, cái thumbnail này đó, thì nó sẽ tạo ra một cái vùng chọn của chữ. Dạ được không mọi người? Dạ được rồi ạ, cảm ơn thầy. Rồi cái khúc này là ok chưa? Mình bỏ qua nha các anh chị. Thì công cụ Radian với công cụ đổ màu thì nó dễ rồi. Còn công cụ làm mờ, làm nét, chà mờ thì nó sẽ dùng cho ảnh nhiều hơn ha. Thì nó cũng hôm sau mình sẽ học dùng, bắt đầu mình chỉnh ảnh về con người đó các anh chị. Thì mình sẽ sử dụng mình dùng mấy cái nút này ha. Cái nút này thì nó cũng đơn giản thôi. Ví dụ như blue này thì mình sẽ làm mờ mấy cái biên cạnh biên nè. Nhưng mà làm mờ để làm gì thì mình sẽ sử dụng trong cái việc là ghép ảnh thì nó mới hợp lý. Rồi chữ T thì mình đã học rồi nè.
Bây giờ tới chữ B ha, chữ B. Chữ B này thì nếu như mà bây giờ là 9 giờ 9 phút thì mình sẽ học không kịp rồi các vị. Nút B này thì nó sẽ khá là mất nhiều thời gian ha. Thì vì cái nút cái bút này nè, là khi mà mình vẽ như thế này á thì nó liên quan cho tới mà anh chị nào mà đang học AI á hay là Corel á hay là cũng là chính là vẽ luôn nè. Cho nên là mình vừa thành ra mình học Photoshop là coi như mình học luôn cả Corel AI luôn. Cho nên cái công cụ Ben này á, là học nó bị hơi bị lâu lâu chút á. Nếu như hồi nãy giờ cái này mà đi nhanh á thì mình có thể mình học được cái Ben ha. À, chứ còn mà bây giờ là mình chưa bây giờ cũng hơi muộn ha, 9 giờ 10 rồi. Cho nên là mình sẽ hơi bị khó mình học nữa thì nó sẽ bị hơi bị trễ. Thì mình nhích xuống phía dưới chút nữa mình học cái công cụ một cái công cụ cuối cùng ha. Đó, công cụ chữa công cụ này các anh chị. Thì mình này ha. Đó, thì cái này là sếp nha các anh chị. Cái này là sếp ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ có một cái bộ công cụ ở đây. Thì bộ công cụ này á thì nó vẽ luôn hình vuông, hình tròn, hình elip. Cho nó khác với cái đầu tiên ha. Cái đầu tiên á thì mình hai công cụ selection á, rectangle. Thì ở trên đó thì mình là tạo vùng chọn nha, chứ không phải là mình vẽ xếp mà. Còn ở dưới này á là mình sẽ vẽ xếp. À, mình sẽ vẽ luôn cái hình đó luôn ha. À, ví dụ như bây giờ mình xóa hết mấy cái này nha các anh chị. Xóa hết mấy cái này ha. New đây. New một cái mới đây. Tắt cái này không luôn được. Tắt ha. Rồi. Mở lại một cái dự án mới để mình học cái công cụ cuối cùng. Công cụ này cũng khá là đơn giản. Hình vuông, hình elip, hình tròn, hình vuông thì mình cứ kích vô hình vuông thôi. Vẽ ha. Thì bây giờ nó cũng giống như là selection. Bình thường là mình vẽ là hình chữ nhật. Còn nếu như mà mình kích đề giữ im phím shift thì nó sẽ tự động nó sẽ giữ cho mình cái tỷ lệ là nó sẽ tạo ra là hình vuông ha. Mình chỉ kéo lớn nhỏ hình vuông thôi. Lớn hay là nhỏ thôi. Còn buông nút shift ra thì nó sẽ trở thành hình chữ nhật này. Mình có thể vẽ ra hình chữ nhật ha. Còn mình đè shift vô thì nó sẽ thành vuông. Đó, xong rồi mình làm gì? Mình thả ra này các anh chị. Thì nó sẽ tạo ra một cái hình luôn. Chứ không phải là giống như hồi nãy. Hồi ở trên cái công cụ thứ hai á. Thì mình chỉ có tạo ra là cái gì các anh chị? Là mình tạo ra là cái vùng chọn rồi. Rồi mình mới nêu một cái lớp. Mình mới tô. Còn bây giờ là mình vẽ luôn ha. Mình tạo luôn cái xếp đó luôn ha. Ví dụ như bây giờ hình vuông mình chọn, mình có thể chọn màu này các anh chị, chọn màu xanh này ha. Rồi mình vẽ hình vuông xếp vô này. Đó, hình vuông thôi. Mấy công cụ này nó dễ các anh chị. Hình elip cũng vậy này. Tương tự ha. Đè xuống xếp thì nó sẽ là tròn. Mà mình buông cái elip ra thì nó sẽ là hình vừa hình elip. Buông cái nút shift ra. Đó, hình elip. Rồi muốn đổi màu nó thì đổi màu ha. Rất là dễ. Đường thẳng thì các anh chị cứ vẽ thôi. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Muốn đổi màu nó thì đỏ thì cho nó màu đỏ. Nó là đường thẳng thôi các anh chị. Cho nên là nó dễ ha. Còn tiếp tục một cái nút nữa là của đâu mất tiêu rồi. Rồi đường thẳng nha, hình đa giác. Thì hình đa giác thì mình lưu ý chút xíu ha. Khi mình vẽ như thế này á thì nó sẽ ra hình đa giác. Mình thả ra nó hình đa giác ha. Bây giờ hình đa giác của mình á, mình muốn tăng số cạnh lên á thì các anh chị nhìn lại lên trên này. Ở đây nó có cái số cạnh ha. Thì mình có thể tạo là hình đa giác
hình đa giác. Ngồi ra ở chỗ này nè, nó có chữ đa giác nè, mình kích vô á thì nó sẽ có là cái gì, hình sao nè, hình mũi tên và hình xoắn ốc nè. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đã đa giác ha, mình cho nó là bảy cạnh thì mình gõ số 7 nha các anh chị, rồi mình vẽ lại thôi đó, thì nó tạo ra mình hình đa giác bảy cạnh ha. Rồi bây giờ mình chọn nó vô là hình sao nè, hình sao có bảy cạnh nè, thì mình vẽ lại nè thì nó sẽ thành ngôi sao bảy cạnh ha, tô màu khác đó. Hoặc là mình muốn vẽ thành ngôi sao năm cạnh thì mình chọn nó vô ha, hình đa giác chọn số cạnh là 5, mình gõ vô cũng được hay là mình kéo cái thanh đó cũng được các anh chị. Rồi năm cạnh nha, hình sao năm cạnh đây đó, mình muốn quay xoay sao mình xoay nha, mình chừng nào mình thấy thích thì mình buông ra sao vàng đó, đây màu xanh ha, muốn màu vàng thì kích vô đổi nó thành màu vàng. Thường anh chị rồi tương tự ha, tương tự mấy cái này thì mình trải nghiệm thôi, tại vì mấy cái này nó dễ mà. Rồi mũi tên mà mình học để mình biết thôi đó, nó có mũi tên này các anh chị. Thì mũi tên trên này á thì nó sẽ có cái đường các cái loại mũi tên này đó, mình bấm vô ha để mình xem nha, độ đường chấm chấm này, đó cái độ dày móng của mũi tên là nó nằm ở chỗ chiều rộng này các anh chị, ví dụ như 20 này đó, thì mình vẽ nó sẽ bự hơn nè đó, thấy chưa? Này nó không có đường viền ha, nếu như mình muốn có đường viền thì mình đây mình tô bằng viền màu đỏ nè, cho nó màu ấy, cho nó lớn lên ha, đó thì nó sẽ có đường viền nha, mũi tên nè, viền mũi tên màu vàng, viền đỏ, được không các anh chị? Quá dễ đúng không? Không có gì phức tạp hết. Thì mấy cái này để mình biết đó, nó lợi hại lắm các anh chị. Bây giờ mình vẽ cho biết nha. Rồi sau này mình sẽ thực hành thì mình sẽ đưa vào cái ứng dụng đó, thì các anh chị sẽ thấy nó rất là lợi hại. Cho nên là mình phải biết và mình nhớ là trong Photoshop nó có những cái như thế này. Để mình nhớ cái đã. Là mình biết cho nó có những cái hình dạng như thế này đó. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm hình trái tim ha, thì ở này nó cũng có tiếp tục ở dưới này các anh chị, nó có cái khung tùy chọn ha. Rồi khi mà đó, thì khi mà chọn khung tùy chọn á thì ở trên chỗ này này các anh chị, cái chỗ hình dạng này các anh chị kích vô ha, thì nó sẽ có một số cái biểu tượng, một số cái icon nữa để cho mình khi mà mình trình bày một cái gì đó thì mình nhớ nha, mình cần một cái biểu tượng gì đó thì mình có thể vô đây mình tìm ha. Ví dụ như muốn vẽ trái tim thì mình chọn trái tim này các anh chị, trái tim màu gì đó. Rồi cái đường viền của trái tim ha, thì mình muốn màu đỏ thì mình tăng nó bự lên nè, bự lên nè đó, ok không? Quá trời hình luôn. Rồi cái này anh chị nào mà học Photoshop thì nó cũng giống như là AI nha, thì mình sẽ liên tưởng qua liên tưởng lại ha. Mình học bên Photoshop rồi á thì qua AI mình khỏi cần phải thực hành lại, thì nó sẽ tương tự như vậy. Mình cũng sẽ có cái bài này ha, bài này ở bên AI. Thì tất cả những cái này là vector hết nha các anh chị, chứ không phải raster đâu. Vector hết nha, cho nên mình kéo lớn kéo nhỏ gì nó cũng không có bị vỡ hết á. À, cho nó giống y như là vector bên AI nha. Dạ rồi mọi người có thấy vướng gì không ạ? Những cái này thì mình kiểu như mình lướt qua để mình biết là Photoshop nó sẽ có những cái công cụ như vậy. Thì tính tới buổi hôm nay là buổi thứ tư rồi ha, mình học khá là nhiều rồi đó, trên cái thanh công cụ mình cũng học được hơn một nửa rồi, hơn một nửa rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần là mình đưa vô mình áp dụng thôi.
lưu về các anh chị mới mình biết cách lưu về không? Nha, cần sẽ chỉ cho các chị mới mình lưu về, giả sử như bây giờ mình muốn lưu một cái những cái hình này về để mình đưa cho người khác coi hay là post lên Zalo của mình nha, thì mình sẽ vô trong tệp, mình sẽ xuất dưới dạng nha, xuất dưới dạng. Còn trường hợp mình lưu dưới dạng BSD thì nó là mình lưu dưới cái dạng là Photoshop, thì hôm sau mình mở ra mình chỉnh tiếp được ha. Còn mình muốn post lên mạng xã hội hay là mình đem cho post lên Facebook này nọ thì buộc mình phải xuất qua cái dạng là một là PNG, hai là JPEG ha. Thì mình sẽ tệp này, xuất dưới dạng nha. Cần sẽ xuất dưới dạng là JPG nha các anh chị, JPG này. Đó. Ở đây nó sẽ báo cho mình là cái kích thước của mình hồi nãy là tạo ra đây ha. Cái chất lượng nó đang để là 70%. Thì cái chất lượng này á thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái dung lượng đó các anh chị. Thì trường hợp mà những anh chị mà làm banner cho website á thì mình lưu ý ha. Thì cái khi mà cái chất lượng này 70% này thì cái con số này nó đang ở là số này 87.5 kilobyte ha. Thì nếu như mà trường hợp một số cái hình ảnh mà nó cái dung lượng nó lớn á, mà các anh chị làm banner cho website á, mà website nó chỉ cho là cái file mỗi lần post lên là chỉ 2 MB, mà lỡ cái hình của các anh chị á, mà nó cái con số này mà nó lớn hơn 2 MB, nó lớn hơn 2 MB thì không cách nào mà mình có thể post lên được cái trang web của mình ha. Thì lúc đó mình buộc phải hạ cái chất lượng này xuống nha. Còn bây giờ là mình cái này mình kéo đẩy lên 100% luôn nha, 100% về chất lượng luôn. Thì nó sẽ tăng này các anh chị, nó sẽ tăng, thấy khác số hồi nãy không? 396 hả? Bây giờ nó tăng lên là 396 kilobyte. Hồi nãy 70% là bao nhiêu? 75% là chỉ có 90 mấy nè các anh chị, 93 nè. 93.1 ha. Bây giờ mình đẩy hết lên thì nó sẽ được 380 mấy hả? Không ăn thua. Này tính nghìn ký mình lưu về nè. Nó giả sử cần lưu ra ngoài desktop luôn nha. Mình lưu cái tên là vẽ hình đi. Đó, vẽ hình. Rồi xếp. Thì bây giờ mình đã lưu được một cái hình ở ngoài desktop này các anh chị. Thì cái hình này nó về định dạng JPEG rồi ha. Thì mình có thể mình post lên group Zalo của mình bình thường hay là Facebook gì đó. Thì group của mình là gì? Photoshop ha. Hỗ trợ Photoshop AI nha. Ai chưa có cái group này thì mình join vô ha. Thì cái group này các anh chị mà có vướng gì về Photoshop hay là vướng gì về AI hay là Corel nha. Ba chỉ ba môn này thôi nha các anh chị. Còn anh chị nào học Canva thì nó sẽ có group Canva ha. Rồi bây giờ mình kéo cái hình này nè các anh chị, mình thả vô là xong. Rồi còn ai chưa có đó, ở trong cái group mà học Photoshop thì còn có gửi lên cái ô chat nha. Ô chat này mọi người nhấp vô để join vào cái group này nha. Thì group nào mình hỏi theo group đó nha các anh chị. Để những cái người follow theo đúng cái group đó, theo đúng chuyên môn họ trả lời nha các anh chị. Đó, thì các anh chị cứ lưu về nha. Tập lưu về coi rồi mình kéo mình thả vô cái group thực hành của mình coi. Đó, thì nó như thế nào nha. Rồi chị Hà là mới đúng không? Cứ từ từ nha, đừng có nôn. Học Photoshop dễ lắm, cực dễ chứ không phải giống như hồi xưa là nghe nói tới Photoshop thì mình cứ nghĩ là chắc nó là một cái phần mềm chuyên nghiệp thì phải dành cho studio hay là những cái người nào mà họ chuyên nghiệp mà họ mới sử dụng ha. Thực ra Photoshop nó không dễ lắm, cho nó không đến nỗi mà nó khó như mình từng suy nghĩ ha. Tại vì hình ảnh trước đây mà cứ ai mà chụp hình mà đẹp đẹp post lên Facebook hay là post lên Zalo mà thấy đẹp đẹp thì chỉ thường ngay là cái hình nhỏ đó nó Photoshop chứ làm gì nó đẹp vậy đúng không? Thì Photoshop nó cũng bị mang tiếng nhiều các anh chị. Giờ iPhone rồi, chụp quá trời đẹp luôn, mà chụp lên đẹp lên cái chỉ thừa do Photoshop chứ nhỏ nó làm gì được vậy. Thì đó, thì mọi người cứ này mình hôm nay mình đi 4 buổi nó thiên về thiết kế các anh chị.
thì sau này mình rõ ràng là mình biết được những cái này thì các anh chị vô cái kho đồ họa của mình vô tư rồi đúng không? Đó, mình vô cái kho đồ họa mà như Big Bét của mình hay là Lớp Big của mình, là mình tìm ra ví dụ như là Mô Em gì đó, thì mình về mình lấy những cái mẫu này đó, mình về mình sửa lại, mình lấy, mình biến thành những cái mẫu của mình này. Trong này các anh chị nào buôn bán không? Hình như là có một anh chị nào ở trong lớp mình đang làm spa đó, thì hồi chiều có hỏi không biết là tối nay có vô không. Thì trường hợp mà các anh chị mà đang làm spa thì các anh chị chỉ cần học Photoshop đơn giản như hôm nay thôi ha, thì những cái mẫu spa này mình hoàn toàn mình lấy về này đó, quy trình chăm sóc này, menu này đó, muốn đồ menu ăn vặt này nọ mình sửa lại ha, đó menu này đâu cần phải suy nghĩ nhiều các anh chị, bia rượu rồi gì đầy luôn đó. Đó, mình đầy đủ ha, đó, cứ lên cái kho đồ họa của mình ơi, mình lấy về thôi, lê la lê lê rồi đó, rất là nhiều các anh chị, rất nhiều 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 đó. Thì sắp tới tới lễ gì thì nó sẽ đề xuất các anh chị, mình đôi lúc mình không biết lễ gì thì mình cứ vô Bitbet này mình để mình sẽ thấy nha, cái dòng đầu tiên là nó sẽ đề xuất mẫu này, thường mấy cái mẫu nó xuất hiện là gì, sắp tới là gì, festival mùa xuân này các anh chị mà không biết nằm ở đâu này, do cái kho đồ họa của mình là cả thế giới lẫn Việt Nam nha, cái lễ nào của Việt Nam thì mấy cái mẫu của Việt Nam nó tự nó nhảy lên cái khúc đầu này này, còn ở đây bây giờ Spring Festival này thì cái festival Spring này không biết nằm ở đâu luôn này, nhưng mà nó lại được đề xuất lên này các anh chị, cho nên những cái kho này là mình xài Vivo nha, mình đã được xài miễn phí, mình đã được xài là trọn đời rồi, nhưng mà không phải là chỉ bao nhiêu mẫu đó, cứ tới lễ là nó bót lên, tới lễ là nó bót lên, rất là hay. Rồi cái Photoshop của mình chắc tối nay mình ngưng ở đây các anh chị, 9:30 rồi. Mình có một cái công cụ học rất là hay, đó là công cụ Ben á, thì cần định tối nay hướng dẫn các anh chị công cụ Ben, vẽ bằng Ben ha, công cụ đó là công cụ thần thánh luôn á. À, mà nói chung là thời gian nó cũng không ấy, thì hôm sau mình học tiếp đâu có sao đâu đúng không, để dành học cho học hết nghe là nghỉ mất tiêu. Dạ rồi, lớp mình có còn thắc mắc gì nữa không ạ? Mấy cái nút mà mình đã học rồi có những cái công cụ nào mà mình chưa rõ về nó lắm, những cái học rồi nha, chứ những cái chưa học thì từ từ mình học tiếp, mình chưa rõ về nó lắm thì mình hỏi ha. Thầy ơi, cho em hỏi là tại sao cái hình của em không thể nào mà sửa được ấy. Cứ bấm vào nó ghi là không thể chỉnh sửa nữa. Những cái hình mà mình vừa mới học, những cái hình này đúng không? Bây giờ muốn sửa mấy cái này vâng đúng ạ. Vâng ạ. Không thể nào mà sửa được, bấm vào là nó sẽ không thể chỉnh sửa, nó sẽ ghi như vậy. Rồi, chị xem màn hình được không? Em vẫn để gì nhỉ? Em vẫn để Ultra View đó. Ultra View đúng không? Ultra View nãy là cái gì ta? Sao nó mất rồi? Nãy mình tách mất. 49165. Rồi, từ từ. Bốn chín một sáu năm, chín một sáu năm, năm 40. Rồi bắt buộc mật khẩu là 0660. 0660. Rồi bây giờ muốn sửa cái hình nào? Sửa cái hình này nó ghi là không thể chỉnh sửa. Đâu, bấm vào rồi. Đấy. Chị đang bấm cái gì cho nó đang... to nhỏ. Bây giờ muốn to nhỏ nha thì mình đâu có bấm vô giải được. Bây giờ chọn cái nào đi. Thứ nhất muốn chỉnh nha, lên cái công cụ đầu tiên, lên thanh công cụ.
bấm bấm vô, đúng rồi. Rồi rồi thứ nhất nha. Cái thứ hai nữa, trên thanh công cụ đó nó có hai cái. Đầu tiên á, cái selection table đó. Chị muốn học tiếng Việt hay tiếng Anh? Chị thích tiếng Việt hay tiếng Anh? Muốn học tiếng Việt đúng không? Thì muốn chuyển qua tiếng Việt thì ủa sao này giờ nó chữ nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh vậy ta? Chị lên chỗ chữ họ gì đó, xác bên chữ account á. Ủa này nó đang tiếng Việt nè. Sao lúc mà nó thấy tiếng Việt thì nó lấy tiếng Anh ta? Này, rồi bây giờ chị chọn cái công cụ đầu tiên á, di chuyển á, bấm vô. Rồi ở trong thanh menu á, nó có cái dấu check là select table. Chọn vô nó luôn. Rồi cái thứ nút tiếp theo, biến đổi option, check nó vô luôn. Rồi bây giờ muốn chọn cái nào lớn nhỏ, kéo đi. Đó. Rồi ví dụ như hình chữ nhật đi, bây giờ muốn kéo cái hình chữ nhật màu đỏ kia thì nhấp ra ở ngoài, rồi nhấp lại cái công, nhấp cái hình chữ nhật đi, được không? Nó vẫn enter đi, enter cho kết thúc cái lệnh đó đi, enter ha. Rồi bây giờ chọn cái đó, rồi bây giờ chọn bấm qua cái hình chữ nhật màu đỏ thử được không? Đó, rồi kéo đi bình thường. Mình sau khi mình vẽ xong thì mình phải thoát về cái lệnh đầu tiên là cái công cụ Move Tool đó, chính tích nó là chữ V. Thì mình đang ở vị trí nào không cần biết, từ cái đó nha, bấm chữ V cái thì nó mới quay về ha. Ví dụ như bây giờ chị chọn chị cái hình đa giác thì nó sẽ được thôi. Đó. Rồi muốn nhỏ, muốn lớn, muốn kéo đi, muốn sửa gì đó mình sửa ha. Rồi rồi. Rồi. Dạ được, cảm ơn thầy. Rồi anh chị khác mình có còn bị trục trặc gì nữa mà luyện tập nha mọi người, còn không có, nếu như có thời gian thì mình cũng luyện chút cho nó vui. Đó. Thì đây là những cái nó cực kỳ là cơ bản, thì nó chưa đi vào ứng dụng nha các anh chị. Đến lúc mà mình đi vào ứng dụng thì nó sẽ rất là cần thiết cho mình, chứ không phải là mình sẽ nó không cần thiết nào. Rồi bây giờ tắt u cho view nha. Rồi có anh chị nào muốn hỏi gì nữa mà, nếu như không hỏi gì nữa thì mình nghỉ ha, 9:30 rồi. Ủa thường là mấy sơ là mình ngủ mấy giờ nha? 9:30 là mình đã tới giờ ngủ chưa? Rồi có ai hỏi gì nữa mà anh chị Hà với chị Hương là mới nha, thì cứ từ từ không sao cả, nó dễ lắm, muốn nói gì giờ mình mới mà mình còn vẽ được mà, huống chi mình học rồi đúng không? Còn anh chị khác, anh Tiến nè, thì ai nữa nha, thì mình làm được hết đúng không mọi người? Anh Thiên, anh Hoàng Thiên. Được không anh Thiên ơi? Ổn không? Anh Thiên là tuần sau là training lại được cho mấy anh chị khác đó. Dạ rồi, vậy thôi thì nếu như mình không có thắc mắc gì, không hỏi gì nữa thì mình ngưng ở đây nha các anh chị. Dạ rồi, xin phép chào hết lớp mình nha. Chúc ngủ ngon. Dạ, chào thầy, chúc ngủ ngon. Cảm ơn thầy.